Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, lúc xưa khi điều kiện kinh tế của nhiều người hầu như không mấy khá giả, họ thường nghĩ tiết kiệm được bao nhiêu thì cố mà tiết kiệm. Song tiết kiệm cũng nên chừng mực bởi có những thứ đã cũ thì không nên giữ lại để tránh rước họa vào thân, nhất là khi bước qua thềm năm mới Tết đến quý vị nhé. Đặc biệt có những vật đại kỵ này trong nhà đầu năm 2022 phải vứt đi ngay kẻo đau ốm triền miên, tiền vàng đội nón ra đi. Để biết đó là vật đại kỵ gì, xin mời quý vị theo dõi video ngay sau đây. Thứ nhất, hoa khô, cây chết. Nếu trong nhà bạn có trồng cây xanh, hoa tươi thì bạn nên chăm sóc cho chúng. Nếu chúng không may bị chết, bạn hãy vứt chúng đi và thay thế bằng một cây mới xanh tươi hơn. Bởi khi đặt hoa khô cây chết trong nhà ngày đầu năm mới, gây ảnh hưởng không tốt đến phong thủy, người sống trong ngôi nhà. Hoa khô cây chết đại diện cho những nguồn năng lượng trì trệ, nên sẽ gây nên cản trở cho con đường công danh cũng như tài lộc của chủ nhà. Đồng thời tạo không khí ảm đạm, ảnh hưởng tới tâm trạng của người sống trong nhà. Thứ hai, đồng hồ cũ chết không dùng tới. Về mặt phong thủy, người ta kiêng giữ lại trong nhà những đồng hồ cũ hỏng hoặc bị chết. Lý do, đồng hồ tượng trưng cho thời gian, sự sống của con người. Bởi vậy, đầu năm mới 2022, khi đồng hồ không hoạt động sẽ ảnh hưởng tới vận khí và sự sống trong ngôi nhà của bạn trong suốt cả năm. Thêm vào đó, khi bạn để đồng hồ chết trong nhà sẽ không tốt cho tài vận cũng như tình cảm vợ chồng, dễ bị sứt mẻ, tan vỡ. Chính vì thế, nếu bạn thấy đồng hồ hỏng chết thì nên sửa chữa cho chúng chạy lại, hoặc nếu không thể sửa chữa được thì bạn nên vứt đi thay cái mới để cuộc sống của gia đình bạn được vận hành nhịp nhàng, trơn tru hơn, tránh được những tai ương xui xẻo không đáng có. Thứ ba, những tờ lịch cũ. Cuốn lịch cũ hay một cuốn lịch sai ngày tháng cũng có thể mang đến điểm không may mắn cho gia chủ. Trong quan niệm phong thủy, lịch là biểu tượng của sự trôi chảy, luân chuyển liên tục. Nếu giữ lại cuốn lịch cũ, biểu tượng cho sự trì trệ, thụt lùi, những điều may mắn không thể đến với bạn. Chính vì thế, để tránh xui xẻo và làm mọi việc không thuận lợi, bạn nên bỏ ngay cuốn lịch, tờ lịch khi năm cũ đã hết và thay bằng một cuốn lịch của năm mới. Thứ tư, đồ điện tử cũ hỏng. Nếu như trong nhà bạn có những chiếc tivi, đài hay đầu điện tử đã lâu không sử dụng khiến chúng bị hỏng hóc, bạn có thể bán chúng cho tiệm đồ cũ để giải phóng khí xấu trong nhà mình. Bởi khi bạn giữ mãi những món đồ điện tử cũ kỹ hỏng hóc trong nhà sẽ khiến cho tài vận khó lòng thăng tiến, gia chủ dễ dậm chân tại chỗ, khó lòng thăng quan phát tài. Xét về mặt khoa học, việc bạn để những đồ điện tử cũ hỏng trong nhà sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, bởi đồ điện tử sẽ nảy sinh nhiều nguồn sóng âm khiến bạn bị đau đầu, mệt mỏi, không tốt cho nhà có trẻ nhỏ và người già. Thứ năm, những loại đồ cổ và vật dụng lai lịch không rõ ràng. Những loại đồ này cũng không nên tùy tiện đặt trong nhà, tối kỵ những vật từ pháp trường. Ngoài ra, còn không ít các cổ vật bị đào trộm từ các ngôi mộ cổ mà người xưa đều được chôn cất theo phương pháp thổ tang. Đại đa số đều chết vì bệnh tật, mà những vi khuẩn gây bệnh này không ít loại không bị tiêu diệt ngay cả trong điều kiện thổ tang, mà sẽ ám vào trong các đồ cổ và vật dụng tùy táng theo người chết. Việc đặt các đồ cổ này trong gia đình sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ. Thứ sáu,
gương vỡ, bát đĩa vỡ. Trong thời đại hiện nay, nhiều người vẫn tin vào bản chất ma thuật của chiếc gương. Họ thường giật mình khi đánh rơi chiếc gương xuống sàn nhà. Họ cũng sợ hãi nếu như chiếc gương đó vỡ. Vậy khi đánh rơi vỡ gương, liệu bạn có gặp vận hạn xui xẻo gì hay không? Không dùng gương bị vỡ nứt hoặc sử dụng gương bát quái tùy tiện. Gương nứt vỡ tỏa ra luồng khí rất tiêu cực và phá vỡ những hình ảnh tốt đẹp bên ngoài, nên nhất định bạn phải vứt ngay chiếc gương ra khỏi nhà, tránh điểm xui. Cũng giống gương, những vật dụng thường được sử dụng hàng ngày như ly, bát, đĩa, các đồ vật được làm bằng thủy tinh, nếu vô tình làm vỡ sẽ báo một điểm không tốt, có thể mang lại nhiều điều không may mắn đến người làm vỡ bát. Đặc biệt nếu làm vỡ bát, ly trong ngày đầu năm là điềm báo của một sự chia ly trong mối quan hệ nào đó. Chính vì thế, rất nhiều người kiêng cữ và cẩn thận không làm vỡ bát đĩa ly vào những ngày đầu năm. Do đó, quý vị nếu lỡ làm rơi vỡ, cần dọn dẹp ngay lập tức, không giữ lại làm gì. Quý vị và các bạn thân mến, giống như trong tự nhiên luôn tồn tại các luồng âm dương, mỗi căn phòng trong nhà cũng có những khu vực tốt và xấu. Bằng cách áp dụng mẹo phong thủy, bạn có thể thu hút tài lộc, hạn chế những bất lợi cho ngôi nhà. Tết đến xuân về, ai cũng muốn gia đình mình có một năm mới với nhiều điều tốt lành. Do đó hãy thử áp dụng những mẹo phong thủy sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Luôn để cửa nhà được thông thoáng. Theo phong thủy, luồng khí vào nhà giống như dòng chảy tài lộc giúp gia chủ giàu có. Vì thế, khí trong nhà cần phải được lưu thông, luân chuyển khắp các ngõ ngách. Muốn có được điều này, bạn phải đảm bảo nhà cửa luôn được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, tránh để đồ quá lộn xộn, bành trướng, cản trở dòng vượng khí. 2. Cửa chính phải luôn lau dọn sạch sẽ. Trong phong thủy nhà ở, cửa chính là bộ phận rất quan trọng và thiết yếu của ngôi nhà. Đây là nơi lưu thông khí giữa trong nhà và bên ngoài. Vì vậy, cũng là nơi đón tài lộc may mắn đến với gia đình. Có thể bạn không biết, nhưng cửa chính là nơi mà dòng chảy năng lượng chỉ chảy qua đầu tiên để mang năng lượng vào nhà. Bởi vậy, việc bố trí cửa chính đúng cách là rất cần thiết. Để thu hút tài lộc vào nhà, hãy giữ cửa nhà sạch sẽ, không bị bám bụi quá nhiều hoặc quá lâu. Cửa chính cần phải có kích thước nhất định, phù hợp với cung màng, tuổi của chủ nhà, đồng thời độ rộng của cửa chính còn thể hiện về sự giàu có, hưng thịnh, thành đạt của gia chủ một cách rõ ràng. 3. Trồng cây mang lại may mắn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đồ trang trí đẹp, nhưng một vật trang trí không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt trong những ngày Tết là những chậu hoa, chậu cây cảnh. Chúng không chỉ giúp mang không khí ấm áp của mùa xuân, không khí ngày Tết, mà còn mang lại may mắn, phúc lộc, tiền tài cho gia chủ trong năm mới. Bạn có thể trồng các loại cây mang lại may mắn, cây cát tường như trúc, biểu tượng cho sự phú quý hay đồng tiền. Hoa đào là tinh hoa của ngũ hành, biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở. Cây quất tượng trưng cho sự may mắn, bình an, sức khỏe, trường thọ, niềm vui, hút tài lộc. Cây phát tài mang lại may mắn, tài lộc sung túc. Cây trạng nguyên là biểu tượng cho sự thành đạt, đỗ đạt trong con đường học hành. Đặt các loại cây hoa này tại góc đông hoặc góc đông nam phòng khách. Mỗi loại cây đều có một nguồn năng lượng khác nhau, giúp nuôi dưỡng sản sinh cát khí, giúp bạn may mắn và tài lộc. 4.
đặt các vật phong thủy để thu hút tài lộc. Bên cạnh việc đặt các loại cây may mắn cát tường, bạn có thể bày thêm các vật phong thủy giúp chiêu tài. Tuy nhiên, không nên tùy ý đặt những vật này vì cần phải tuân thủ theo những quy định riêng như phù hợp với hướng của ngôi nhà, vị trí và mục đích khi đặt vật phong thủy trong nhà nhằm tránh gây phản tác dụng chiêu tài. Một vài vật phẩm tham khảo như tượng Phật Di Lặc, biểu tượng cho sự vui vẻ, an lạc. Đây cũng là một vật phẩm hợp phong thủy ngày Tết được nhiều người lựa chọn. Theo đó, Phật Di Lặc với miệng cười thật tươi và cái bụng thật lớn thể hiện mong ước, tâm tư, đậm chất của đạo Phật trong việc đem nhiều niềm vui và nụ cười vào cuộc sống của mọi người. Chọn vật phẩm này sẽ biểu tượng cho sự vui vẻ, may mắn, an lạc và hạnh phúc. Cóc ngậm xu. Vật phẩm cóc ngậm xu là tượng trưng cho việc cóc không những mang may mắn mà còn mang lại tài lộc cho gia đình. Khi mua vật phẩm phong thủy này về, gia chủ nên đặt ở tài vị trong tư thế cóc ngậm xu nhảy vào nhà. Không được đặt cóc ở những nơi ẩm thấp như nhà bếp, gần nhà vệ sinh, vì những nơi này không phải là nơi chiêu tài. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số lưu ý phong thủy trong năm mới 2022. Gia chủ cần lưu ý để có một năm nhiều niềm vui, tài lộc. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.